Mạnh Quỳnh, mong chờ trở về quê hương gặp lại khán giả sau biến cố. Nếu điểm lại, một năm 2021 vừa qua, có điều gì khiến anh tiếc nuối vì chưa làm được, anh thấy cuộc sống hiện tại của mình ra sao? Nếu nói riêng về nghệ thuật, âm nhạc, thì sự tiếc nuối lớn của Quỳnh là không thể thực hiện được live show kỷ niệm đôi song ca Phi Nhung – Mạnh Quỳnh trên sân khấu Thúy Nga Paris by Night. Một dự án gần như 95% hoàn tất, nhưng ở đời không điều gì không thể xảy ra cho đến giờ chót. Cuộc sống hiện tại của Quỳnh đang dần ổn định lại, từ công việc đến gia đình, sau bao mất mát trong cuộc sống vì đại dịch, hy vọng trong những ngày sắp tới, những điều tốt đẹp hơn sẽ đến không cho riêng Quỳnh mà cho tất cả. Gần đây anh đi show hát liên tục, anh cảm thấy sự hào hứng của khán giả trước dịch và sau dịch có gì thay đổi không? Khán giả cũng như anh chị em nghệ sĩ và những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật đều mang tâm trạng chung là nhớ. Chúng tôi nhớ tiếng nhạc, lời ca, nhớ ánh đèn sân khấu, khán giả vẫn mong chờ được đến xem nhạc vì nhiều lý do khác nhau mà sau 2 năm vì dịch bệnh hoành hành, nên khi sự kiện âm nhạc được tổ chức trở lại, khán giả cổ vũ nồng nhiệt hơn và ủng hộ nhiệt tình hơn. Riêng bản thân Quỳnh cảm nhận được sự yêu thương và mong đợi của khán giả dành cho Quỳnh nhiều hơn xưa. Tết anh thường hát nhạc buồn hay hân hoan năm mới, năm nay thì sao? Quỳnh thường chọn những nhạc phẩm nhẹ nhàng và âm điệu vui tươi cho phù hợp không khí. Tuy nhiên thỉnh thoảng Quỳnh vẫn xen kẽ những bài bolero thuần tí mà khán giả yêu thích trong những tiết mục trình diễn. Năm nay cũng thế, có những bài hát xuân Quỳnh sáng tác sau này, Quỳnh sẽ hát để giới thiệu đến khán giả vì nhạc về mùa xuân chỉ có bao nhiêu bài mà qua bao nhiêu thế hệ ca sĩ vẫn cứ hát đi hát lại. Nên Quỳnh muốn sáng tác để hát và có cái riêng cho mình. Ở Mỹ, anh có lì xì và giới thiệu văn hóa truyền thống cho các con không? Có bé nào bày tỏ mong muốn về quê hương lập nghiệp hay có hào hứng về Việt Nam chơi? Có. tuổi nhỏ thường theo mẹ và ông bà ngoại đi chùa vào những ngày Tết cổ truyền vì hầu như Quỳnh không có mặt ở nhà trong những ngày này. Tụi nhỏ không có suy nghĩ hay mơ ước gì về Việt Nam để sinh hoạt hay học tập sau này. Cũng dễ hiểu vì chúng sinh ra tại đây nên ý thức và cách nhìn của chúng khác hơn, nhưng sau này khi chúng trưởng thành sẽ thay đổi như thế nào thì chưa biết được. Nếu có một hoạt động truyền thống trong ngày xuân mà gia đình còn lưu giữ thì đó là gì? Quỳnh vẫn cung kiến đầy đủ trong những ngày xuân như ở Việt Nam thôi, dù có những thứ còn hạn chế không như ở quê nhà. Anh luôn được khen là người đàn ông không tuổi, cho hỏi anh có sợ mình già không, có sợ các dấu hiệu lão hóa. Mọi người khen Quỳnh trẻ cũng đúng, vì lúc Quỳnh còn trẻ mặc Quỳnh nhìn già sẵn rồi. Có ai mà không phải trải qua giai đoạn già đi đâu mà Quỳnh phải lo sợ. Sự lão hóa đã thể hiện rõ qua nhiều yếu tố trên con người Quỳnh, tóc thưa dần và bạc nhiều, trán nhăn da sần. Quỳnh chỉ biết cố gắng chăm sóc cơ thể mình một cách tốt nhất thôi. Anh từng chia sẻ về việc muốn nghỉ hát. Nếu anh nghỉ hát sẽ làm công việc gì? Quỳnh cũng có ý định từ năm 2016 sau khi hoàn thành live show duy nhất của mình tri ân khán giả, nhưng có nhiều nguyên nhân khiến Quỳnh phải tiếp tục duy trì công việc. Quỳnh cảm thấy mệt mỏi vì những chuyến bay để đi đến nơi trình diễn, muốn dành thời gian tuyệt đối cho con và gia đình. Dự định sẽ tìm một công việc nhẹ nhàng dù thu nhập khiêm tốn hơn so với đi hát, nhưng cuối tuần được ở nhà quay quần bên con. Không phải tất bật kéo vali ra khỏi nhà khi con còn say giấc ngủ, nhưng có lẽ dự tính và mong muốn đó giờ đây sẽ không được có. Do tổ nghiệp còn muốn Quỳnh tiếp tục ca hát phục vụ khán giả. Khán giả ở quê nhà rất mong nhớ tiếng hát của anh. Trong năm 2022 anh có trở lại không? Mọi dự định của Quỳnh về việc trở lại quê hương để hát cho khán giả thưởng thức cũng như thực hiện những dự án âm nhạc còn bỏ dở mấy năm qua vẫn còn chưa có chuyển biến tốt. Mọi thứ còn phụ thuộc vào điều kiện đi lại và tình hình dịch bệnh ra sao nữa. Quỳnh mong lắm cũng như khán giả mong chờ sự trở lại của Quỳnh sau biến cố vừa qua. Xin anh chia sẻ một số dự định trong năm 2022. 2022 sẽ là năm bận rộn nhất của Quỳnh nếu như mọi thứ trở lại bình thường, những tư lưu diễn dài ngày khắp nơi cùng ba nhóc con nuôi của Phi Nhung cùng với những tác phẩm âm nhạc của Quỳnh cùng những tác phẩm âm nhạc của Quỳnh đã và đang lên dự án thực hiện. Quỳnh 50 rồi, tranh thủ làm gì được cho đời cho nghệ thuật thì phải gắng làm. Trước khi gác kiếm buông gươm về quê đuổi chim bắt cá. Khánh Ly chết như một lời chia tay. Đây cũng là tên live show của bà trong năm 2018. Nữ danh ca đến muộn khoảng 30 phút vì tắc đường. Bà liên tục gửi lời xin lỗi đến mọi người. Đây là lần đầu tiên tôi đi muộn. Tôi không hề muốn như vậy. Nhưng ở Hà Nội đôi khi chúng ta không gặp nhau được ngay vì ngập nước hoặc kẹt xe. Hôm nay tôi chỉ bị kẹt xe nên đến muộn. Mong các anh chị thứ lỗi cho tôi. Khánh Ly mở lời cách đây không lâu trên mạng xã hội có thông tin khánh ly qua đời tại châu âu danh ca cho biết bà còn sống không phải đã chết như thông tin người ta đồn nữ danh ca cũng tâm sự đây không phải lần đầu tiên bà đối diện với những tin đồn như vậy có lần người ta còn gọi điện đến nhà hỏi con của bà đã đưa xác mẹ về chưa tội nghiệp mấy đứa con tôi chúng nó ngây thơ nên nghe xong sợ hãi lắm đến bây giờ chúng vẫn không hiểu vì sao người ta lại làm thế với tôi thậm chí có những người bạn rất thân với tôi lại đưa những tin rằng tôi bị chết ở châu âu trong khi tôi vẫn đang đi diễn danh ca chia sẻ theo khánh ly những tin đồn không phải điều lạ lùng nhất là thời buổi mạng xã hội như bây giờ tôi không dùng mạng xã hội nhưng trước tin đồn tôi qua đời gần đây bạn bè có gọi điện lại nhà thấy tôi nghe điện thoại họ lịch sự không hỏi mai đấy à mai chưa chết à mà hỏi mai đấy à mai có khỏe không nhưng tôi biết lời người ta muốn hỏi tôi là ồ mày chưa chết sao giọng ca nhạc trịnh hóm hình tâm sự khánh ly cũng bộc bạch xã hội có quá nhiều thông tin thất thiệt ngoài tin đồn bà qua đời người ta còn đồn bà có năm sáu người chồng tôi không hiểu người ta nghĩ gì mà lúc nào cũng mong bất hạnh đến cho người khác hay nỗi bất hạnh của người khác là niềm hạnh phúc của họ tôi nói với ca sĩ quang thành rằng nếu người ta mong mình chết đó là người ta chúc phúc cho mình bà nói thêm trong buổi trò chuyện khánh ly bảo cuộc đời này là vô thường có yêu ai hãy yêu ngay bây giờ đừng để tương lai khi người đó không còn nữa chính vì suy nghĩ như vậy, Khánh Ly luôn muốn đến nhà thăm hỏi bạn bè, nhất là mỗi khi về Việt Nam, có những nhạc sĩ rất chờ đợi được gặp bà, đó là điều danh ca không thể chối từ. Nhưng ca sĩ Quang Thành dặn tôi đừng đi thăm bạn bè nữa, vì tôi cứ đi thăm người nào là người đó qua đời. Khánh Ly cho hay, ca sĩ Quang Thành, người đồng hành nhiều năm nay với ca sĩ Khánh Ly cho biết, danh ca từng đến thăm ông Anh Bằng, ông Nguyễn Anh Chín, ông Thanh Bình. Sau đó không lâu các ông đều qua đời Có những nhạc sĩ như chỉ chờ Khánh Ly đến gặp gỡ Rồi họ ra đi Thế nên khi Khánh Ly muốn đi thăm Lam Phương Phú Quang tôi đã ngăn cản và tự đi một mình Quang Thành nói Bên cạnh chủ đề âm nhạc Khánh Ly cũng nói về thời trang Bà tự nhận bản thân là người ăn mặc khá dễ dãi Tôi không mặc hàng hiệu đắt tiền Cái áo nào mặc thoải mái thì tôi mặc Chứ không cần phải hàng hiệu Khánh Ly khẳng định nhắc nhớ về chị công sơn bà bảo cố nhạc sĩ chẳng bao giờ đòi hỏi phải mặc cái này cái kia nhưng ông lại là người rất kỹ về vấn đề ăn mặc đối với các em trong nhà ông đều tìm báo chí ngoại quốc về cho coi và theo dõi từ nội y đến quần áo ngoài đều phải lựa hàng tốt danh ca nói theo khánh ly chị công sơn kỹ nhất cái khuỷu tay nhân nhau bị lộ ra đối với những người lớn tuổi khuỷu tay và đầu gối thường bị nhân làm nên cái xấu của mình bởi vậy ông muốn phụ nữ có tuổi phải mặc áo dài tay quần dài để che nó lại Trịnh Công Sơn rất thích những người mặc đẹp, ông không có cái gì ngoài cái đẹp, ông không bao giờ già vì có cái nhìn rất trẻ trung. Trong âm nhạc cũng vậy, ông thích mọi người biểu diễn nhạc của ông theo cách riêng của họ. Đó là lý do khán giả của ông có thể không thích những người hát nhạc trịnh theo cách mới, nhưng ông lại rất thích. Khánh Ly cho hay. Đời danh ca Evit Phương bị cha đánh vì mê hát và bệnh thập tử nhất sinh. Danh ca Evit Phương sinh ra trong gia đình truyền thống tri thức, cha là giáo viên tiếng Pháp, được học tập tại trường Pháp từ nhỏ, Nam ca sĩ sớm tiếp xúc với âm nhạc ngoại quốc và khơi dậy niềm yêu thích ca hát từ thời niên thiếu, đặc biệt là thể loại rock. Sau 60 năm hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ, ông đóng góp cho nhạc Việt không ít nhạc phẩm đình đám như Yêu Em, Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang, 10 Năm Yêu Em. Trò chuyện cùng MC Thúy Nga tại gõ cửa thăm nhà, danh ca Evis Phương có dịp trải lòng về những khởi đầu khó khăn khi bước chân vào con đường nghệ thuật, đồng thời tiết lộ cuộc sống hôn nhân 40 năm vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu, khiến khán giả ngưỡng mộ không ngừng. Tại chương trình, danh ca Elvis Phương xúc động kể lại tuổi thơ đam mê âm nhạc, hâm mộ ông hoàng nhạc rock Elvis Presley đến nỗi lấy nghệ danh dựa trên tên gọi của thần tượng. Dù có tiềm năng ca hát, nhưng nam nghệ sĩ không nhận được sự ủng hộ từ cha ruột, thậm chí ông bị ngăn cấm dữ dội đến mức phải cuốn gói ra khỏi nhà khi chỉ mới 16 tuổi. Ba tôi là người phản kháng đầu tiên, đến lúc tôi lấy bằng tú tài thì ba nói sẽ lo đầy đủ giấy tờ kiếm trường để tôi đi pháp du học tôi mới xin ba cho đi vũng tàu có thời gian suy nghĩ khi về ba cứ nghĩ tôi sẽ đồng ý chuẩn bị đồ đạc đi ngay trong tuần tới lúc này tôi nói với ba nguyện vọng ở lại việt nam để trở thành ca sĩ không muốn đi học nữa vừa nói xong ba liền tát tôi hai cái té lăn xuống đất ba nói nhà này không chứa ai làm nghề ca hát hết muốn làm ca sĩ chứ gì vậy thì gom quần áo ra khỏi nhà hôm nay đừng ở trong cái nhà này nữa Tôi về phòng lấy chữ, hình, đĩa Elvis Presley, máy hát bị đập nát mà chảy nước mắt, ôm mấy bộ đồ rồi bỏ đi. Mãi đến một hai năm sau đó, sau một lần đi hát về không hiểu sao thấy mẹ ngồi đợi ở trong và nói bà nhớ tôi, thế là về nhà, nam danh ca rơi nước mắt. Với giọng ca trầm ấm, truyền cảm, danh ca Elvis Phương được nhạc sĩ Lê Hữu Hà phát hiện tài năng và mời ông thu âm ca khúc yêu em. Từ dạo ấy, ông nhận lời gia nhập ban nhạc Phượng Hoàng, khuấy động dòng nhạc trẻ tại Sài Gòn lúc bấy giờ và đạt đỉnh cao sự nghiệp. Con đường âm nhạc ngày càng rộng mở, danh ca Elvis Phương có cơ hội đi diễn và tiếp xúc với nhiều bóng hồng trong giới giải trí. Dù vậy, sự ngây thơ hồn nhiên và giản dị của bà Phan Lệ Hoa khiến ông rung động ngay từ lần đầu tiên, ăn bát cháo khét vẫn khen hết lời. Nhắc đến kỷ niệm không bao giờ quên, nam nghệ sĩ nghĩ ngay đến lần thập tự nhất sinh cùng sự đồng hành của vợ. Nếu năm đó tôi mổ tim mà không có Lệ Hoa bên cạnh thì chắc tôi qua đời lâu rồi, Tôi đi hát bên Pháp, đường đi đến sân bay thì rất dài, tôi cứ đi một chút thì dừng lại vì đau ngực quá chịu không nổi. Về tới nơi thì Hoa Bảo tôi đi khám, bác sĩ phát hiện đường dẫn máu lên tim bị nghẹt đến 98%, nghĩa là tôi có thể chết bất đắc kỳ tử, phải nhập viện để mổ cấp. Chia sẻ với MC Thúy Nga, dù sống chung hơn 40 năm nhưng vợ chồng nam nghệ sĩ rất lãng mạn, không to tiếng với nhau bao giờ. Lắng nghe chuyện nghề, chuyện tình cảm động của hai người, MC Thúy Nga không khỏi cảm thán về mối lương duyên hiếm có khó tìm. Thời buổi bây giờ người ta rất sợ câu quá nhanh quá nguy hiểm, nhưng mối tình của anh Evit Phương với chị Hoa như được sắp đặt của tiền kiếp, quá nhanh nhưng không hề nguy hiểm mà kéo dài đến hơn 40 năm.